chỗ đó là núi Nghé đó, nguyên cái này là khu công nghiệp Sonai nè, bên đây là đường số 1 đi ra kia đó, ở nguyên cái dãy Sóc Hầu đang xây, bên đây là sân golf Sonai đang hình thành giai đoạn 2, toàn bộ khu đó. Đây là đang trên đỉnh núi Thị Vải nhìn xuống khu vực khu công nghiệp Sonai của Suối Nghệ với Nghĩa Thành. Đây, bên đây là hướng Phước Tỉnh với Vũng Tàu với Phú Mỹ đó, nếu mà zoom hết cả luôn là thấy tượng Chúa vân tay bên núi lớn luôn á.